Chào bạn, bạn đã cần tìm mua một chiếc két sắt nhập khẩu chất lượng tốt. Thì hôm nay Đức Phương sẽ giới thiệu cho bạn một cái mẫu két sắt có cái model là D60VT. Két sắt thì được cấu tạo là bằng thép siêu cường, là thép đúc nguyên tấm, cấu tạo là bản lề chìm và được sơn tĩnh điện toàn bộ. Về phần an toàn và bảo mật thì két sắt được bảo mật bằng 3 cấp. Thứ nhất là bảo mật bằng vân tay, thứ hai là bảo mật bằng mã số điện tử, thứ ba là bảo mật bằng khóa chìa. D60VT thì có cái chiều cao là 62cm, chiều ngang là 43cm và chiều sâu là 41cm và có khối lượng là 80kg. Và đây là độ dày của cánh két. Cánh két có độ dày là 1cm và đặc biệt là các cái chốt khóa 4 chiều làm bằng inox 32mm có thể chống trộm được cậy phá. Còn đây là nội thất của két sắt. Bạn lo lắng là két sắt có để được vừa giấy tờ hay không thì đây là túi clip bag, bạn có thể để vào trong và rất là rộng rãi mà không lo bị gập và quăn mép. Két sắt thì có cái ngăn hầm bí mật ở bên dưới và đặc biệt nhất là có cái ngăn kéo có mã riêng, bạn chỉ cần xoay. Và ở bên trên này bạn có thể để được các cái đồ nhỏ như là vàng, trang sức, ví và các cái đồ cá nhân. Két sắt thì được bảo hành chính hãng 3 năm tại nhà. Để mở két sắt, các bạn chỉ cần chạm nhẹ vân tay, xoay nhẹ tay cầm là mở được két rồi. Và đây là tổng thể bên ngoài của chiếc két sắt. Đây là nội thất của két sắt. Đằng sau của két sắt thì có để sẵn hai cái lỗ mình có thể bắt vít cố định vào tường, giúp két sắt có thể cố định vào và chống được trộm mà bê két và di chuyển két. Tại sao mà D60VT lại được sử dụng nhiều? Thứ nhất là cái két sắt này thì có cái màu sắc rất là phù hợp, mình rất là dễ bố trí ở trong phòng. Thứ hai, về độ an toàn thì két sắt được bảo mật 3 cấp, vân tay, điện tử, rất là hiện đại. Một điều quan trọng nhất là két sắt được làm bằng thép đúc nguyên tấm. Sắt mà ở trên thị trường thì được làm bằng thép từ 1 đến 2 ly. Thì đây là một chiếc két sắt có độ dày gấp 10 lần. Có độ dày cái cánh két và thân két là dày 1cm. Cho nên là cái độ đảm bảo về chống trộm cũng như là an toàn thì rất là tốt. Và giá của két sắt thì đang được khuyến mại với cái giá là 16.300.000. Tổng kết lại thì đây là một két sắt được sử dụng nhiều cho gia đình và văn phòng, đặc biệt là các căn hộ chung cư và biệt thự. Và nếu các bạn cần mua một két sắt chất lượng như vậy thì hãy comment số điện thoại bên dưới, bên mình sẽ hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt tại nhà.